ngày buồn xin như chào sao mọi ơi. Người nha, đó hôm quý nay phùng chào mọi người nha, quý phùng nha. Ổm ơi, ổm không dài mà lúc đi với quý phùng rồi. Rồi bây giờ thì quý bắt đầu chuẩn bị đóng phim với tụi em nha. Hôm nay kịch bản lên là quý đóng phim thì sao đây? Bữa nay quý đóng phim bán hay là gì? Bán hay là gì? Biên nè, đóng phim dở. Hay là duyên, biên nè. Ổm cũng ra lại đóng phim. Ổm ơi, ra đi ổm mà hay nhớ anh quá. Nhớ anh ổm lắm phải không? Để quý lên nó uống nè, quý đóng phim. Hôm nay thì cái thành phần của nhóm em cũng có ngồi giám đốc ngồi đây nha. Giám đốc chào mọi người cái giám đốc ơi. Chào mọi người nha. Rồi. Ông Cam. Chào mọi người. Chào mọi người. Chào ngó đây nè. Chào mọi người. Đó đúng rồi. Quý hết tiền ai? Ổng dạy thì có liên quan cái công ty của nhóm B của em. Thì em cũng báo với mọi người luôn công ty nhóm em mới thành lập. Thì chưa có kinh phí nhiều mà mọi người kêu sao kê em không biết sao kê làm sao nữa, tiếp tục là sao kê, bây giờ quý sao kê tiếp nè. Cái tiền quỹ từ lúc mà đi chơi chung với nhóm là quý được tặng bao nhiêu kỳ tiền là hôm nay quý sao kê ra hết cho mọi người biết. Sao kê là cái gì? Sao kê là sao ra nó hết già à, quý là triệu tư má cho quý, má yến cho quý một chai, lúc nào má yến cho thắng cởi thắng năm sĩ cho quý. Diễn á, cho cậy thắng năm sĩ cho quý. Diễn cậy năm sĩ cho thắng cho quý. Rồi Diễn tặng bông cho quý 2 sĩ là 7 sĩ. Hôm qua Diễn cho quý 3 sĩ là 1 chai. Anh gì vậy? Không phải, anh đó xuống xe là anh giờ Anh Hòa. Anh Hòa cho quý 1 sĩ. 500 cho quý 1 sĩ. Anh Bảo anh cho 1 sĩ. Đó. Rồi quý xong kê hết rồi tiền á. Là tổng cộng lượng nhiêu ta? Triệu sao? Ú, trời dữ vậy trời. Ai cho 50? Ớt, anh quên nữa. Anh tiêu ốm cho quý anh sĩ. Ốm em không, anh không da em nhớ anh quá à. Ốm ơi, anh không da giờ. Đã hôm qua tính giờ. Bộ đó. Ông đi Vũng Tàu. Không, hôm qua ở đây nè. Rồi quý đã sao kê hết cái số tiền rồi nha. Tới Quỳnh nha. Quỳnh sao kê đi qua Quỳnh. Nói đi quý đâu có buồn nào. Okay, ông Quỳnh được em đi chơi. Qua em được 100. Còn được 100 đô. Với 50 là 150. Ai cho? Là Nguyễn Vũ. Với ổn ra đi ổn mà. Chú Hòa cho 100. Rồi tới Mộng Cầm sao kê ra là bữa là đi Vũng Tàu chị Bảy cho mà hả 50 buổi sáng buổi tới cho 50 là 100, con Quý cho hả 50 phải chục quá chị, phải chục là tổng cộng là bà được nhiêu tiền? Đó là nhóm em là ba người sao kê rồi. Bây giờ á, tiền quỹ nhóm em nó thật tình mà nói á, là công ty mới thành lập à, bởi vậy không có tiền quỹ mọi người ơi. Thì sao kê ra như vậy là để mọi người biết là cái tiền á, là đóng phim đóng đồ á, sau khi đóng phim đồ á là toàn là ai đồ hưởng không à, tụi em chưa có hưởng được cái gì hết á. Đó. Đó thì bây giờ tới phần giám đốc em lên tiếng, công ty còn nhiêu quỹ hết rồi. Mấy cái idol là sau khi nhận tiền của Mạnh Thường Quân á là có gửi cho giám đốc gì không, thì giám đốc phải lên tiếng nha. Em bữa đóng kịch anh Trần cho em 20. Thắng vui vẻ cho em 20. Trời ơi. 67 mọi người cho em 10.000. Đó. Em được tổng cộng là 60.000. Là hôm qua là chỉ là quý chịu giúp rồi. Ủa gì? Công ty gì đâu mà cái gì đâu nghe nói tiền chục ngàn với lại tiền 100.000 không à, chết rồi. Không có tiền triệu mọi người ơi. Rồi em thấy là cái công ty của em á, mọi người thấy rồi đó, show đã hết á. Thì cái tiền á mà toàn là tiền vậy không à. Bởi vậy mọi người nói sao kê em cũng không biết sao kê cái gì nữa trời. Thì sắp tới đây á là họ nói là cái nhóm công ty em á là chuẩn bị không có làm từ thiện. Thì nhóm của em á
thì sẽ trích cái quỹ ra để làm từ thiện ha. Rồi quỹ của mình bao nhiêu rồi giám đốc nói, giám đốc ơi. Quỹ mình làm gì có quỹ. Trời chết hả? Không có quỹ luôn à, cô chú anh chị ơi. Làm ngày nào xào ngày nấy, mượn nợ chơi nữa, lấy đâu có quỹ. Trời ơi má ơi. Bây giờ nếu mà nấu cái gì á, làm từ thiện gì á, chắc á, bây giờ giám đốc đi đầu đi. Bây giờ giám đốc đi trước rồi xong rồi tụi em rước theo sau. Nấu gì á hả? Ờ thì chẳng hạn như là nấu mì xào hay nấu mất công quá, giờ mua cùng bia phát cho mọi người lon bia đi. Trời ơi. Phát cho ta. Trời ơi. Chứ giờ không biết nấu gì giờ. Không, giám đốc ơi, phải góp, phải phát một gói thuốc nữa. Bây giờ không cần là dễ lắm, mua bánh mì chả ok liền, khỏi nấu nướng luôn. Phát bánh mì, khỏi nấu nướng, bánh mì chả ăn chay. Rồi không có cực. Quý gia phụ nữa. Rồi. Quý cũng đã lên tiếng là giờ phát quý bánh mì. Gia phụ phát bánh mì. Rồi. À. Bảo là phát bia. Quý là phát bánh mì hết cực. Bánh mì chả đó hết cực. Phát chay cũng được, quý gia phụ. Rồi, quý hùng nhiêu tiền quý? Quý hùng à, quý hết tiền. Trời ơi, tới cái khâu hùng là quý hết tiền rồi má ơi. Bây giờ quý hùng công đi ha. Khỏi ra tiền, quý hùng quý công sức. Hùng hai, quý phụ rồi. Ủa, không ra phi gì không? Ủa, không ra phi nữa mà. Thì nếu mà nhóm làm từ thiện á thì Hân Trần cũng phụ cho anh em ha. À, làm cái từ thiện đầu tiên đi. Hân Trần chắc nghĩ là giám đốc ít nhất là cũng phải bỏ là giám đốc ít nhất là cũng phải bỏ bia là cũng 300-400 ngàn rồi, cho 500 đi. Thì bây giờ em thì không có qua mặt giám đốc của em được, em mà chi hơn giám đốc em là giám đốc em dựng em liền á, đúng không giám đốc? Em biết ở đâu em buồn nhìn mà. Trời, giám đốc buồn nhìn hả? Cho lên cái chức để buồn nhìn hay vậy? Em là anh lập ra mà anh chưa có đấu em có đâu cái gì hết, sao biết em diễn. Thôi bây giờ là cái này là Mộng Cầm sẽ bỏ hết. Mộng Cầm sẽ bán chiếc xe, lấy tiền đó để làm từ thiện nha quý vị. Bây giờ hết quỹ rồi, mình chơi tới luôn. Ờ. Thầy bà bán xe bà làm từ thiện quá không? Không, bà đi lên xe đạp ngày xưa đi. Thôi khỏi đi bán. Quỳnh thì cũng chưa có xe để không biết Quỳnh bán cái gì để làm từ thiện nữa. Để bán gì anh? Bán thân đi. Bán thân được không? Thân em không phải mua anh. Bán xe đạp không có tem ra chạy. Ê Quỳnh tính ra cái nhóm mình á, Quỳnh là chưa biết chạy xe. Bây giờ giám đốc có nhiệm vụ tập xe chạy cho Honda cho Quỳnh để Quỳnh biết chạy. Mỏng Cầm đưa xe tập cho Quỳnh liền. Lẹ lên. Giám đốc ra lệnh. Giám đốc ra lệnh kìa. Bây giờ bà thấy ở Việt Nam mà sống không biết chạy xe là giống như cục chân vậy. Chạy xe cần tập chạy rồi đúng rồi. Rồi cho ngồi lên xe đi. Rồi ngồi lên xe lẹ đi. Lẹ xe mày á. Xe tôi khó chạy lắm, xe tôi còn kề. Xe tôi cũng khó chạy lắm. Cả cái này xe tay ra. Cả đi giám đốc. Con cái gì? Bài cãi không? Rồi anh bảo kìa. Lẹ đi. Đưa chìa khóa đi, tập xe cho Quỳnh. Lẹ đi. Bà cãi là giám đốc la bà đó. Chạy cho Quỳnh chạy xe. Được. Không giờ đừng có mở máy, giờ ngồi lên đi rồi gấp chống đi. Rồi. Rồi công ty em là hỗ trợ đùm bọc lẫn nhau nha. Bây giờ chính thân giám đốc của em tập xe cho Quỳnh nha. Để máy đàng hoàng. Để máy nó đủ với mày. Bây giờ là không có đề máy lên trước. Rồi quành lại đi, quành lại đi. Rồi quành lại đi. Vậy là trước tiên là cho dẹo dẹo vài vòng cho biết chạy xe. Trời ơi, không biết chạy xe là khổ lắm á. Đưa chân lên, đưa hai chân lên.
Đưa hai chân lên. Mà đừng có làm sao? Tốn được rồi ba. Đưa hai chân. Không, bà cầm đập đi. Bà đưa xe, đưa đưa chìa khóa lên cho anh Bảo anh chạy. Đang tập chạy xe. Khoan. Chống lại. Đang tập chạy xe. Không, không có dậu đâu. Đây bút ra đây. Rồi Quỳnh thấy sao Quỳnh? Biết chạy xe chưa? Chiều nay nói với mấy mua xe đạp điện liền. Ờ, mày kia đi. Có cảm giác là đúng không? Có cảm giác xe rồi đúng không? Rồi giờ lên thử xe này đi rồi. Rồi lên thử xe này đi. Xe kia kìa. Anh Bảo. Lên xe anh Bảo kìa. Bà lên xe mộng cầm đi, hư xe tôi đền cho. Xe này đi. Xe đó hư mắc tiền lắm á, bây giờ tập xe là tập xe từ anh xe nhỏ nhất. Ôi. Xe này đi. Thế nào? Bắt buộc là giám đốc em phải bắt buộc là phải tập xe được cho Mộng Quỳnh mới được. Em đâu có biết chạy đâu anh. Vậy sao giờ bà chạy được? Em không biết chạy. Bây giờ bà lấy xe bà chạy cho Mộng Quỳnh. Giám đốc thưởng cho. Lẹ đi. Bà tập được á, tôi thưởng cho luôn. Có tập cho nó chạy chút xíu à. Không. Tự nhiên tôi có điện thoại xong rồi lấy xe lại rồi. Bà đưa xe tập đi. Không. Dục bà cầm thuốc. Không, bây giờ cho ông Quỳnh ngồi trước, bà cầm ngồi sau kèm đi. Ờ. Rồi, rồi, rồi. Đúng rồi bà ơi, bà phải chơi và bà phải là nâng đỡ cho người ta biết, người ta biết chạy xe chứ. Bà cầm đồ sao kẹp đi rồi. Lẹ đi. Lẹ đi cầm. Bà ra bà ngủ lắm à. Ngủ gì? Bay đây à. Cái nã bà đâu? Bà cầm ít kỹ. Má lấy xe. Ra đi rồi. Ra đi. Bà đưa cái xe cho anh Bảo làm bà xe hư. Xe nhà vậy. Xe cũng thắng là được. Ừ. Không, xe không cầm à. Tại vì xe không cầm là xe rẻ nhất, nó hư dễ đền. Còn mấy xe kia. Có rồi đâu hư bà ơi. Lấy lại. Lấy lại. Rồi Quỳnh lên đi. Rồi. Rồi mộng cầm rồi đằng sau kèm. Rồi mộng cầm là kèm lên nè cầm. Để đi. Chạy cho nó biết chạy xe. Leo lên Quỳnh. Quất bà cái bây giờ á. Quăng xe chạy Quỳnh. Rồi quýnh người rồi. Lắm hôn xe là tao đánh rồi. Quýnh người rồi. Rồi chạy đi chạy đi. Mộng cầm. Cầm đưa chìa khóa, dùng chìa khóa cầm. Cầm rồi sao kèm đi bọn cầm. Lỡ nó ngã làm sao? Ôi tập vậy giống như tập xe đạp vậy mọi người ơi. Rồi đạp máy đi cầm. À, Quỳnh. Rồi được rồi đó không? Biết không? Biết chạy phải không? Ờ vậy kia sao không biết chạy rồi, chạy được rồi đó, vậy là chạy được rồi đó. Vậy là chạy được rồi đó Quỳnh, giờ nổ máy lên số thôi là được rồi. Tập xe Honda dễ lắm, có gì đâu mà khó. Giờ em vô em kêu Mộng Cầm đem chìa khóa mọi người. Dục cái chìa khóa đi cầm. Bây giờ bà nói không nghe lời gì nha. Nói tôi cho bà 200. Trời ơi. Giám đốc cho bà 500. Giám đốc nói một tiếng nghe. Rồi đó. Quỳnh mà chạy xe được là thành công nha. Rồi đề lên đi Quỳnh. Đề lên là vô số.
Rồi vô số. Vô. Hả? Vậy bà ngồi phía sau bà tập. Bà ngồi phía sau bà tập, bà sợ nguy hiểm hay bà ngồi phía sau? Mày khùng quá, mày không biết chạy, mày đi quá. Đi xuống đi. Bà ngồi sau bà kẹp nó đi. Lại cảm mà lên luôn nè. Không. Đủ lớp chưa? Rồi đủ lớp vô. Má ơi. Rồi vô số đi, vô số đi. Rồi bà cầm. Bây giờ nè, bà cầm ngồi phía sau là đủ lớp luôn. Bà đưa đủ ngồi phía sau lên, lên phía sau ngồi. Rồi. Rồi đưa chìa khóa cho ông Quỳnh. Mày đừng có vào ra nha. Mày không thấy vậy hả? Nổ máy lên. Nổ máy lên. Không có giọng máy lên, mà giọng máy lên thì chết đó. Rồi. Tao quy hồi. Nẹt bô. Con má ơi. Con má ơi. Sao đẹp không được hả? Thôi khổ đi má. Thôi khổ đi má. Đây. Đủ liếp chưa? Chưa. Đủ liếp chưa má? Chạy luôn mới đủ liếp. Không biết chạy đâu. Lên đi, lên. Rồi, để chân lên, Bảo đẩy đi Bảo. Trời ơi, má ơi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Má ơi, chết rồi.